Lên đi. Tránh ra. Hảo tiểu tử, người cũng có vài chiêu đó. Để ta so tài với người. Tên ngang ngược kia, nếu ngươi còn không chịu tránh được thì đừng trách bổn tướng quân khách sáo. Tướng quân là cái gì? Tần công tử đã nói rồi, đường này không thể thông. Cho dù Diêm Vương đến đây cũng đừng hòng đi qua. Khốn kiếp, người dám mắng ta? Mắng ngươi hả? Đồ khốn kiếp, hôm nay ta còn muốn đánh ngươi. Dừng tay lại. Ngưu Thành về đây đi. Công tử đắc tội rồi. Đến đây nhiều người như vậy, chẳng lẽ ta sợ sao? Nếu có điểm nào mạo phạm, xin công tử bỏ qua cho. Bỏ qua? Bỏ qua cái con khỉ. Cô Vương này là cô bằng hữu ta, sau này cũng là nhà của ta. Đến đây xem không được à? Thưa đống ca ca, người treo lồng đèn là muốn sỉ nhục ai vậy? Chuyện bất đắc dĩ thôi, xin công tử tha lỗi. Đồ nhu nhược, đừng nhiều lời nữa. Bây giờ ta sẽ vào trong đây. Xin công tử dừng bước. Người dám cản ta? Người nhận thấy bổn tướng quân sẽ chịu ý ngươi sao? Hay là người hãy tỉ thí với ta một phen, nếu không thì mau tránh đường đi. Quỷ Nhi tiểu thư, có thể không làm mất hòa khí không? Từ đống ca ca, quân mau về với muội đi. Chuyện của đàn ông, đàn bà đừng xía vào. Cô công tử, có bộ tài hạ không còn đường nào khác. Nhưng công tử cũng không có lựa chọn khác. Nói thật, trong khu vườn này có rất nhiều cơ quan. Nếu không có sự đồng ý của tài hạ, công tử tiến về phía trước một bước thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Không gạt được ta đâu. Cố công tử, mấy mũi tên này đều cố tình bắn trượt. Nếu công tử còn muốn tiến về phía trước một bước thì sẽ có cung tên gấp đôi bắn qua đây. Giả lại không bắn trượt nữa đâu. Cố tướng quân, tướng quân là người trấn giữ ngoài quan ải, chẳng lẽ còn sợ số phi tiêu nhỏ? Tần Giản Tuyền, ngươi chờ xem, ta còn trở về tìm ngươi. Tôi sổ sách này đến lúc nào mới có thể kiểm tra xong? Thần thấy cần đến mấy tháng. Không cần đâu. Long đại nhân là nhà danh giá, khoản tiền nhỏ thì không cần kiểm tra. Hơn nữa thử điều tra ra đủ chứng cứ để bắt ông ấy là được rồi. Còn lâu ta mới quan tâm. Có lý đấy. Giản Tuyền, khanh giỏi thật. Nếu mùi mùi của trẫm vẫn chưa xuất giá thì trẫm sẽ nhận khanh làm phò mã. Thần thấy hoàng thượng vẫn còn hy vọng. Hy vọng gì? Khanh đồng ý tiếp quản công chúa Tường Vi à? Mùi ấy vẫn còn nhỏ quá. Không phải đâu. Ý thần muốn nói sau này cô gái thành thân với thần, hoàng thượng nhận cô ấy làm mùi mùi, không phải là được rồi sao? Như vậy thần không phải đã là phò mã rồi sao? Thần thông minh thật. Vẫn chưa được thế thì đã muốn vợ của mình trở thành công chúa rồi. Sao vậy? Hoàng thượng không hứa à? Hứa chứ, hứa chứ. Bây giờ thì khanh hãy làm việc cho tốt đi. Khanh qua đây, nhìn đi. Thánh chỉ này. Đây này. Chữ này đúng là của trẫm. Cái ấn này cũng không tệ. Nhưng tại sao trẫm không có chút cảm giác gì? Để thần xem. Đây là chiếu thư giả. Sao khanh biết đây là giả? Hoàng thượng xem đây. Mật ấn nằm ở phía trên, chắc là động ấn trước, sau đó mới điền chữ vào. Chắc là ai đó đã lấy được một phần chiếu thư trống, sau đó mới đóng ấn vào. Giả lại mấy khoản tiền này đều là phủ Long đại nhân đến nhận. Không sai, Triệu Tài lén lút đóng dấu lên đó. Hoàng thượng qua đây xem tiếp đi. Thần cũng đã tìm được mấy khoản tiền lớn, mũi thương đều chỉ thẳng vào Long Quốc Cựu. Ở đây thần cũng có một khoản, còn ở đây nữa, chỗ thần cũng có. Như vậy đủ rồi, có thích khách, đừng để chúng thoát. Ra xem thử đi. Khoan ra, trời tối lắm, thần và Tiểu Vũ phải bảo vệ sự an toàn cho hoàng thượng, bất ngôn bất hiền. Kể cả hạ đại ca đi giúp một tay, đừng để cho người nào thoát. Dạ. Khanh có chuẩn bị trước rồi sao? Tuy không thể, đó là thiên la địa võng, nhưng vào thì dễ ra thì khó.
nếu có thể sống sót ra ngoài, khả năng này cũng không lớn lắm đâu. Chắc họ đã về từ lâu rồi. Chẳng lẽ toàn quân đều bị tiêu diệt rồi sao? Không lý nào đâu. Mấy người này đều là cao thủ trong số các cao thủ. Ta đã phái người dò la rõ ràng, e rằng lại xảy ra chuyện. Coi bộ căn nhà này, ta không thể ở lại nữa. Nghiêm trọng như vậy sao? Dương Hồng, vì đề phòng chuyện không may, về căn nhà này phải làm phiền ngươi rồi. Trông chừng cho tốt. Nếu tối hôm nay không gặp phải chuyện gì thì luồng gió này coi như đã qua. Nhớ đấy. Giờ thình sáng mai hai chúng ta gặp nhau ở thị trường Thiên Kiều. Ngươi đừng đến tìm ta, ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi chỉ cần nói cho ta biết tình hình lúc đó là được rồi. Dạ. Đi đi. Chỉnh lý giùm ta một lát đi. Dạ. Lần này thì không có tên nào thoát đâu. Đáng tiếc là không thể giết cho đã tay, nhưng có cơ hội cho Ngưu Thành, ông ta được giết đã tay rồi. Tần Quynh, đối với chuyện thích khách, Khanh có nhận xét như thế nào? Thần nghĩ Long Quốc Cựu đã phát hiện ra điều gì nên bắt ông ta ngay đi. Tiểu Vũ, điều đồng thị vệ đại đội đi nhanh lên. Dạ. Tần Quynh, Tần Quynh, công tử thế nào rồi? Cô ta ngất đi rồi. Nhanh lên, dìu qua bên đó đi. Phương cô nương, Phương cô nương, Phương cô nương, tỉnh lại đi. Tần Quynh, tôi muốn gặp Tần Quynh. Quynh đây, nói đi. Tần Quynh, cường đạo đang dây đánh Đào phủ bất kể ngày đêm, chỉ có Quynh mới cứu được Đào phủ thôi. Quynh nhất định phải cứu Đào phủ. Phương cô nương yên tâm, có tài hạ ở đây, mọi chuyện đều không sao. Đào phủ cũng không sao đâu. Cầm Phương, Phương cô nương. Tiểu Vũ, đi tìm Thái Y đến đây. Tần Quynh, Quynh cũng nên đi thu lưới rồi. Dạ. Bất ngôn bất hiền, hãy căn dặn mọi người lục xét từng tấc, nhất định phải tìm ra mật thất và đường hầm trong Long phủ, ngay cả một con thỏ cũng không cho trốn thoát. Đi theo ta nè. Hoàng thượng, chúng ta đi nếm thử trà của Long phủ đi. Sao hả? Được, đi thôi. Có khí khái thật. Long Quốc Cựu quyền khuynh thiên hạ, cống vật được nhận chưa chắc ít hơn hoàng thượng. Vật này là bảo bối của Long đại nhân, nghe nói đối với chó ông ấy còn thân hơn nàng mà. Tiểu Vũ, dẫn con chó này đến phòng khác đi. Dạ. Hoàng thượng mời. Được, đi nào. Lần này thì lao tù trên kinh thành chắc là đầy ắp người. Tần Quynh, ngồi đi. Tạo hoàng thượng. Hoàng thượng, đồng bọn của Long đại nhân đông lắm, có rất nhiều người đều được che đậy. Trong số họ không thiếu nhân sĩ có tài ở khắp nơi, cho nên phải xử trí ổn thỏa sau khi bắt người. Thần nhận thấy ngoài một số người đứng đầu tội ác và trực tiếp tham dự về chuyện giết người diệt khẩu, tội không thể tha ra, cố gắng đừng truy cứu những người còn lại. Nếu tha cho bọn người không thương yêu quân dương, chỉ thương yêu triều thần này, thì làm sao có tác dụng răn đe, cho nên không thể tha cho người nào cả. Vậy thì hoàng thượng có từng nghĩ đến không? Người che đậy giỏi nhất trong nước là ai? Là ai? Là ai hả? Thần nói ra thì hoàng thượng có trị tội người đó không? Dĩ nhiên, trẫm sẽ trị tội hắn. Là hoàng thượng đó. Hoàng thượng đã nhận làm gian thần, làm trung thần, xem họ như cánh tay, ban cho quyền lớn, nên mới gây ra chuyện tiểu nhân đắc chí, nhiễu loạn giang sơn, trung lương bị tổn thương, bá tánh phải chịu khổ. Hoàng thượng nói đi, có đúng như vậy không? Không sai chút nào. Quả thật, trẫm là người che giấu nhiều nhất. Hoàng thượng định xử phạt bản thân mình như thế nào? Trẫm là người bị hại, đáng được tha mà. Phạm là người bị hại đều được tha sao? Được rồi, chuyện này thì trẫm không lo lắng nữa. Mọi chuyện sau này giao lại cho Khanh. Khanh nói đúng lắm. Quan trọng nhất là ổn định. Ngày mai trẫm sẽ hạ chiếu thư. Ngoài người đứng đầu tội ác ra, những người còn lại đều không truy cứu. Thiện tai, đây chính là phước của quân dương, phước của ba tánh.
tham kiến hoàng thượng. Công tử, tối hôm qua Long đại nhân đã rời khỏi phủ, tới giờ vẫn chưa về. Còn cáo già này chắc chắn thấy thiếp khách không trở về, cảm thấy không ổn. Khắp thành đều canh phòng cẩn mật, vào được không ra được, ông ấy muốn ra cũng không ra được đâu. Nhưng kinh thành lớn như thế này, tìm một người không phải dễ. Dù sao cũng có manh mối, gọi người giữ cửa đến đây. Dạ, quỳ xuống. Nói đi, lúc đó người đưa Long đại nhân ra đi là ai? Dương Hồng xách theo lồng đèn đưa đại nhân đi ra. Dương Hồng này có phải là thân tín của Long đại nhân không? Người thân tín nhất của Long đại nhân chính là hắn. Chuyện hắn làm đều là chuyện bí mật. Giải Dương Hồng lên đây. Dạ. Quỳ xuống. Dương Hồng, Long đại nhân bại hoại triều cương, nhiễu loạn thiên hạ, bất trung với hoàng thượng, giết hại trung lương, kết đảng tạo phản, tội ác không thể xá miễn. Những điều này người có biết không? Tiểu nhân không biết sẽ như thế này. Tiểu nhân chỉ biết Long đại nhân vì muốn bảo vệ bản thân mới làm rất nhiều chuyện bí mật thôi. Người là thân tín của Long đại nhân, người đã làm không ít chuyện xấu cho ông ta, chiếu theo tội trạng, người chỉ có một con đường chết. Hơn nữa còn liên lụy đến già trẻ lớn bé trong nhà. Bản thân tiểu nhân phạm pháp, nhưng lại liên lụy đến cha mẹ vợ con, dù có chết trăm lần cũng không thể chuộc tội rồi. Dương Hồng, ta sẽ cho ngươi được gặp một người. Ngươi hãy xin tội với người đó, không chừng có thể xá miễn tội chết cho già trẻ lớn bé trong nhà ngươi. Người đó là ai? Vị đang ngồi bên cạnh ta. Phủ của quốc cửu ta đã đến mấy lần. Nếu ngươi là người thân tín của ông ấy, chắc chắn đã từng gặp ta. Nếu trên đời này chỉ một người có thể cứu ngươi, thì chỉ có một mình ông ấy. Hoàng thượng, ông là hoàng thượng sao? Hoàng thượng, xin hoàng thượng tha cho người nhà của tiểu nhân, chỉ giết một mình tiểu nhân thôi. Nếu khanh có biểu hiện tốt thì tội của khanh cũng được xá miễn. Ta ơn hoàng thượng khai ân. Dương Hồng, ta biết ngươi là một người trung thành, nhưng ngươi trung thành với Long đại nhân hay là hoàng thượng đây? Trời không thể có hai mặt trời, dân không thể có hai chúa. Hoàng thượng là chủ nhân duy nhất. Long đại nhân đối xử với tiểu nhân rất tốt, tiểu nhân có thể chết vì ông ấy, nhưng nếu ông ấy chống đối hoàng thượng, tức là kẻ thù của tiểu nhân rồi. Người hiểu rõ, dưới bầu trời này đều là đất đai của quân Dương, người giữ gìn đất đai đều là Dương thần. Dương Hồng, ngươi là một người thông minh, chắc là đã hiểu nên trung thành với hoàng thượng thì phải. Tiểu nhân có thể tìm được Long đại nhân. Quẻ sâm của cô gọi là gì? Gọi là Phụng Hoàng Sao. Tần đại ca, muội đã đến rồi. Hôm qua cửa thành bị phong tỏa, không thấy vào được. Muội nóng ruột đến sắp chết. Muội không chịu ở nhà để chuẩn bị quốc hội, muội chạy đến đây làm gì? Nhưng muội nhớ huynh, cha cũng nhớ huynh, cho nên muội mới đến đây. Tình quỷ nô tài Hạ Lan Sơn ngược lại đã đến đây trước. Cha nói với muội, dù có nói thế nào cũng phải đưa huynh ấy về, phải về chứ. Sắp rồi, lần này chính là đến đây để mời huynh, kể cả Tiền công tử và mọi người, yên tâm đi, bọn huynh nhất định đi mà. Mau đi xem chừng giùm huynh, tuân lệnh. Thời gian đã đến rồi, tại sao chưa tới vậy? Tần cảm thấy Long đại nhân đã có mặt ở đây. Ông ấy nhất định đang trốn ở ngõ ngách nào đó để quan sát ở đây có thể nguy hiểm hay không. Vậy thì phải làm thế nào? Như vậy chỉ còn cách dùng chiêu cuối cùng để xem có linh hay không. Tiểu Vũ, thả cho đi. Đi đi. Ông Dung, chúng ta đi thôi. Bất Ngôn, công tử, con chó này có thể dụ Long đại nhân ra không? Ta cũng không biết nữa. Đi nào. Đi. Giết người kia, giết người kia. Công tử, con chó dữ này, đi nè. Người đâu, người đâu? Tránh ra, tránh ra. Hoàng
Hoàng thượng, thần bất tài, cho nên mới đánh mất cơ hội bắt giữ Long đại nhân. Xin Hoàng thượng tha tội. Tần huynh, chúng ta là bằng hữu mà. Nhanh lên, ngồi xuống đi. Người thông minh suy nghĩ như thế nào cũng có sơ sót. Trẫm không phải không ngờ sao? Chính cửa thành đều đã được phong tỏa, nhưng kinh thành rộng lớn như vậy, thâm sâu như vậy, ông ta cũng đã sống nhiều năm. Nếu muốn bắt được con cá đen nằm dưới đáy, e rằng không phải là chuyện dễ dàng gì. Không bắt được ông ta thì đó cũng là tâm bệnh của trẫm. Một khi trẫm nghĩ đến chuyện ông ta lợi dụng tín nhiệm của trẫm đối với ông ta để làm những chuyện xấu đó, nếu trẫm không đích thân giết chết ông ta, quả là ăn không ngon ngủ không yên. Tại hạ cũng như hoàng thượng thôi, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Nếu không trừ khử được Long đại nhân thì có thể nói đất nước sẽ không có ngày yên ổn. Vậy khanh định làm thế nào? Trước tiên thần muốn về Lâm Hải để giải quyết ít chuyện riêng tư, tạm thời tha cho ông ta, cũng tiện để cho ông ta liên lạc với dư đảng. Cuối cùng chúng ta sẽ diệt cỏ tận gốc. Có chuyện khởi tấu, không có chuyện bãi triều. Khởi tấu hoàng thượng. Thần thỉnh cầu được nghỉ một tháng để về Lâm Hải giải dây cho Đào Gia Trang, đồng thời cũng để hoàn thành hôn nhân đại sự. Hiện giờ kẻ ác Long Mổ vẫn chưa bắt về quy án, sao khanh có thể tùy tiện rời khỏi đây được? Thần đã thu xếp rất nhiều binh mã ở kinh thành, lại lệnh cho võ lâm cao thủ tuần tra khắp nơi. Long Mổ muốn trốn thoát cũng khó hơn lên trời. Xin vạn tuế không cần lo lắng. Không được, khanh không thể đi trong lúc này. Nếu khanh đi thì trẫm không ngủ được. Thần hy vọng hoàng thượng được ngủ ngon giấc, đồng thời thần cũng không muốn bỏ rơi vợ mình. Trẫm là quân, khanh là thần, ai nghe lời ai nào? Quan ấn và kim bài tuần án thần đều để lại rồi. Lần này thì thần có thể đi rồi chứ? Được, nể tình khanh đã từng lập công cho trẫm, trẫm sẽ bỏ qua cho khanh. Nhưng chỉ chuẩn cho một mình khanh đi thôi. Một binh một tốt của trẫm, khanh đừng hòng dẫn theo. Tạo hoàng thượng. Ngồi đi. Hay thật. Tần Giản Tuyền ra đi như vậy thì cơ hội của ta đã đến rồi. Đại nhân, ngài định nhân cơ hội binh biến trên kinh thành sao? Kinh thành thì không dám động đến đâu, nhưng ta phải nghĩ cách xông ra ngoài để thu nhận lại huynh đệ của ta, dẫn lên núi để tự lập mình làm vua, công khai chuyện tranh đoạt thiên hạ. Nhưng quan binh canh giữ cửa thành nghiêm ngặt như vậy, làm sao ngài có thể xông ra ngoài như vậy được? Tần Giản Tuyền có thể ra ngoài thì ta cũng có thể ra được mà. Cẩm Phương, cảm thấy thế nào rồi? Muội còn tưởng mình đã bị mệt chết, sau khi ngủ một giấc thì không thể sống lại. Thầy y nói thế nào? Khẩn trương quá độ, lại bị nhiễm phong hàn. Nhưng những điều này đều là chuyện nhỏ, thầy y nói chứ cần ngủ ngon giấc, dù uống thuốc thì sẽ khỏi thôi. Tần huynh, chúng ta mau khởi hành đi, cứu người như cứu lửa. Muội như vậy có thể đi không nào? Được chứ. Đặt muội trên xe ngựa đi. Được rồi, chúng ta cho ta vào trong nào. Ngài không được vào đâu. Ai đang la lối bên ngoài vậy? Lại là huynh ấy rồi. Tránh ra đi. Nguyễn Nhi, ta muốn gặp Nguyễn Nhi. Bởi sáng sớm thì đã lớn tiếng như vậy rồi, làm gì vậy? Muội đỡ đây cả đêm rồi. Huynh hãy suy nghĩ là thân phận của huynh đi. Huynh nghĩ đến phẩm vị của huynh được không? Chỉ biết kiếm chuyện thôi. Huynh với muội là thanh mai trúc mã, huynh đến tìm muội sao lại là kiếm chuyện? Tên họ Tần kia là gì? Tốt xấu gì huynh cũng là tướng quân lục phẩm, quan lục phẩm cũng dám làm ra vẻ sao? Công tử nhà chúng tôi từ bỏ chức quan nhất phẩm giống như dứt bỏ giày vậy. Ngươi là có ít người đáy giếng. Nguyễn Nhi tiểu thư, quả thật tôi cảm thấy bất bình cho tiểu thư. Cố tướng quân, tại hạ với tướng quân không thù không oán, tại sao phải đau thương gặp nhau? Trên đời này còn có rất nhiều chuyện đang đợi chúng ta làm, trong lúc này mà nghĩ đến chuyện cá nhân quả là không đáng đâu. Tần Giản Tuyền, người không cần lời ngon tiếng ngọt. Ta là người nên việc từ thiên binh vạn mã. Chúng ta hãy đấu với nhau một trận. Nếu người thắng được thường trương trong tay ta, thì ta sẽ nghe theo sai khiến của người. Nếu không thì người cút khỏi quan viên họ Tạ này đi.
Ta nhìn thấy ngươi thì ghét lắm rồi. Cố tướng quân, câu nói này là tướng quân nói. Nếu tài hạ thắng tướng quân thì tướng quân sẽ nghe sai khiến của tài hạ sao? Tuyệt đối không hai lời. Được, khoan đấu với nhau đã. Hoàng thượng, vì thần không biết hoàng thượng đang ở đây, tội đáng muôn chết. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Đã gặp hoàng thượng mà còn không quỳ xuống à? Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Được rồi, đứng dậy hết đi. Dạ hoàng thượng. Tần đại nhân cố tình giờ biệt diện đến đây chính là vì muốn che mắt mọi người. Cố Lục Phẩm khanh đang kiếm chuyện như khanh ấy đấy. Nhưng thần nghe nói hắn đã từ quan, bây giờ không còn là gì cả. Quan thì đã từ rồi, nhưng phẩm vị vẫn còn. Khanh muốn tỉ thí với khanh ấy không? Mặt tướng không dám giở trò trước mặt hoàng thượng. Khanh ấy luôn chọc giận trẫm, lần này lại làm cho trẫm mất mặt trước các đại thần. Ta muốn khanh hả cơn giận này cho trẫm. Khanh ấy tỉ thí với khanh ấy đi, có trẫm làm chủ cho khanh. Dạ. Nếu khanh thắng, trẫm sẽ thăng cho khanh chức vị tam phẩm, giáng hai cấp của hắn cũng là tam phẩm, các khanh sẽ bình đẳng với nhau. Tào hoàng thượng, Giảng Tuyền, nếu khanh thắng, tuy như trước đây trẫm đã nói, hôm nay trẫm sẽ nói lại một lần, trẫm sẽ phong phu nhân tương lai của khanh làm công chúa. Hoàng thượng, phong công chúa hay không tạm thời gạt qua một bên. Nếu thần có thể đánh thắng hắn thì hoàng thượng có thể cho thần dẫn hắn đến Lâm Hải không? Hoàng thượng đã nói trước mặt mọi người không cho phép thần dẫn theo một binh một tốt của hoàng thượng mà. Nếu khanh thắng thì họ chính là phần thưởng của khanh. Trẫm không nói, ngay cả phần thưởng của khanh cũng không cho phép khanh đưa đi mà. Được, vì muốn có thêm người để giải dây cho Đào Gia Trang, cũng vì phu nhân của mình sau này được làm công chúa, hôm nay chỉ còn cách để cho Cố tướng quân ăn ít trái đắng thôi. Ai ăn trái đắng vẫn chưa biết đâu. Nếu khanh thua thì sao? Như vậy thì khanh phải thừa nhận thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thu bất nhuệ khí của mình ngoan ngoãn trấn giữ ngoại biên ải đi. Dạ. Uyển Nhi, Quỳnh nhất định sẽ dành chức tam phẩm về đây cho muội. Tần công tử, mời. Được rồi, trẫm đã xem đủ rồi. Sao hả Cố tướng quân? Chuẩn bị khởi hành với tài hạ đi. Đại ca, phần thưởng thắng trong ngày hôm qua đâu rồi? Tại sao không mang theo? Hắn có thẻ bài của binh bộ, đã đi trước rồi. Quỳnh thuê cổ xe này ở đâu vậy? Ông chủ của chiếc xe này chắc là tuổi không còn nhỏ đâu. Tại sao không tìm người trẻ hơn? Điều này thì muội không biết. Quỳnh cố tình kêu họ tìm người lớn tuổi, vì vậy đánh xe sẽ êm hơn. Lâm Bạch, cô sắp chịu hết nổi rồi. Tiểu thư ngủ một lát đi, để tại hạ đi tuần giùm tiểu thư. Đây, cẩn thận. Biết rồi. Cha, cắn răng thêm nữa đi. Cha đoán Phương Nhi đã đến kinh thành rồi. Có lẽ Tần Giản Tuyền cũng đang trên đường về đây. Tam Nhi, đúng vậy. Chỉ cần kiên trì thêm vài ngày thôi. Trong lúc đánh trận thì muội đã ngủ quên. Ý chí của người trong trang cũng được lắm rồi. Chúng ta không được nản chí trước họ. Tuy là nói như vậy, nhưng nếu bọn giặc đến đây, con nhất định giết chúng như thường. Bọn giặc đến tấn công hôm nay còn nhiều chiêu thức mới mẻ lắm. Quỳnh thấy họ nhất định là có viện binh mới đến. Chúng ta không ngừng tiêu hao sức lực như vậy, bọn chúng thì không ngừng gia tăng binh lực như vậy. Mau đi đi. Có lẽ tối hôm nay bọn chúng sẽ phát động tổng tấn công. Chúng ta hãy điều hết tất cả mọi người có thể điều động đến đây hết đi. Nếu cầm cự được trận này, có lẽ bọn chúng sẽ bớt hung dữ. Hôm nay mọi người đừng nghỉ ngơi, bốn phía đều nên giám sát chặt chẽ cho ta. Hãy chịu đựng thêm đi, tăng cường thêm người. Giảng Tuyền đã hứa đến uống rượu mừng của con chưa? Tất nhiên rồi. Nhìn nhé, mặt vui mừng của con kìa, đến rồi à. Ngô đại ca, còn muốn uống nữa không? Muốn chứ.
Nhưng rượu muốn uống nhất là rượu của cô nương, yên tâm đi, đến lúc đó Quỳnh sẽ được uống thỏa thích. Cầm Phương, Bùi cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi. Sau khi biết được nguy nan trong nhà sắp được hóa giải thì cõi lòng đã được mở. Có Tần Quỳnh ở bên cạnh, vừa cảm thấy khắp trên người đều là hào khí, có một loại manh động để làm nên nghiệp lớn. Đáng tiếc muội là phần con gái. Đúng là phận quần khoa không thua kém đến mày đâu. Muội có nhu mì của con gái, có tính cương nghị của đàn ông và không chịu khuất phục, làm cho người ta kính phục lắm. Tuy muội là phận gái, nhưng muội còn muốn sống một cuộc sống oanh liệt. Muội biết chỉ có ở bên cạnh Tần Huynh thì mới sống oanh liệt được. Vậy thì muội hãy đi theo Huynh đi. Huynh đang cần một nữ quản gia. Thật không vậy? Muội muốn đi theo Tần Huynh thật đó. Chỉ cần muội đồng ý thì sẽ là thật. Vậy thì Đào Viên Ngoại có đồng ý không? Muội không thể ở nhờ nhà người ta suốt đời được. Chuyện của muội, muội phải tự quyết định. Đợi sau khi giải được khó khăn của Đào phủ thì Tần Huynh, muội sẽ đi theo Huynh. Huynh có một nữ quản gia như muội đúng là phước phần không nhỏ. Có thể ở bên cạnh Tần Huynh thì muội cũng thỏa mãn lắm rồi. Công tử, trời mưa rồi, đi thôi, nhanh lên. Được rồi, đi thôi. Đi nhanh lên. Ngưu Huynh, đi thôi, đi thôi. Người đánh xe đâu rồi? Vừa rồi ông ta còn ở đây mà. Người đánh xe ơi, ông ta đi đâu rồi? Thôi đi. Hình như đối với chuyện chúng ta đến Đào Gia Trang, ông ấy cảm thấy không có hứng thú, cho nên đi làm chuyện khác rồi. Ngô Thành, Huynh thay thế ông ta đi. Chắc là kỹ thuật đánh xe của Huynh không tệ chứ. Tần công tử cậu yên tâm, tại hạ đánh xe cho hoàng thượng cũng được. Đồ ngốc à, hoàng thượng có ngồi xe này không? Hoàng thượng ngồi lông xa mà. Đúng vậy. Lạ thật, có chủ xe nào mà bỏ xe chuồn mất như vậy không? Ông ta làm việc như thế nào? Chắc là ông ta còn có chuyện quan trọng hơn chiếc xe này. Tần Huynh, có phải Huynh có bí mật gì giấu muội không? Huynh có giấu gì đâu, có đấy. Ta nghĩ chủ của chiếc xe này không còn là chủ của chiếc xe trước đó nữa. Trước khi chúng ta xuất thành thì đã được đổi người khác. Hơn nữa ông ta còn quay lại đó, sẽ lấy lại chiếc xe này, kể cả tính mạng của ta. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Không hiểu, không hiểu. Tại sao phải biết nhiều như vậy nè? Chúng ta mau lên đường đi. Đào Gia Trang sắp chịu hết nổi rồi. Không đợi mấy đoàn binh mã đó nữa, thể lực của người trong trang diện cũng đã tiêu hao hết rồi. Các vị hãy tấn công từ bốn phía, xé ra một con đường. Như vậy thì họ sẽ sụp đổ hết ngay. Nhà họ Đào là một kho báu có nhiều báu vật. Các vị hãy đồng tâm hiệp lực, cướp được nhiều thì sẽ được chia nhiều. Trang chủ, họ lại kéo dài thời gian lắm rồi, chắc chắn sẽ rồi đời thôi. Dùng cái gì đi làm tín hiệu tấn công đi? Pháo hoa màu đỏ đấy. Vậy thì màu xanh đại diện cho điều gì? Toàn bộ rút lui. Nhưng ta chỉ phòng ngừa thôi, không dùng đến đâu. Với tình hình như thế này, làm sao có thể chống đối với bọn chúng đây? Lúc khó khăn nhất cũng là lúc họ tấn công. Bọn giặc tối hôm nay nhất định sẽ tấn công toàn diện. Tướng phòng thủ này có lẽ không giữ nổi. Với sức lực của Lâm Bạch, chỉ có thể bảo vệ một mình tiểu thư ra ngoài. Những người khác tài hạ không chăm sóc được đâu. Lâm Bạch, muội nhất định phải ở bên cạnh cha và ca ca muội. Điều tài hạ quan tâm chính là điều này. Chẳng lẽ tiểu thư muốn gọc đá đều tan dở sao? Đến giờ phút cuối cùng, muội phải ở bên cạnh người nhà của muội. Tài hạ nghĩ tiểu thư sẽ làm như vậy. Cũng được, tài hạ sẽ ở lại với tiểu thư. Huynh làm như vậy không đáng đâu. Nếu Huynh có cơ hội để xông ra ngoài thì Huynh còn có thể trả thù mà. Người đã chết rồi, trả thù thì có ích lợi gì nào? Con người ai cũng phải chết. Tại hạ thà chết ở bên cạnh tiểu thư để được đi theo tiểu thư. Đừng nói như vậy, lúc đó muội chẳng qua chỉ cho Huynh mấy mươi lượng bạc thôi. Không đâu, không phải là vấn đề mấy mươi lượng bạc, mà là mạng sống của Lâm Bạch này. Tiểu thư đã cho tại hạ có được tôn nghiêm, tại hạ không mắc nợ, được trị bệnh, được ở trọ, lý trực khí tráng. Tiểu thư đã cho tài hạ dũng khí và lòng tin để tiếp tục sống. Lâm Bạch, Huynh nặng lời rồi. Sao lại có pháo hoa vậy? Đây là tín hiệu tấn công của bọn cường đạo. Các huynh đệ, tín hiệu đến rồi kìa, sống lên đi, sống lên đi.
Bên nào vậy? Bên này đi. Đào lão đại, chúng tôi đường xa ngàn dặm đến đây để cứu đào phủ. Món quà ra mắt như thế này không tốt đâu. Dù ông có hận tài hạ cách mấy thì trước tiên cũng phải tha cho tài hạ thiệt tình. Bất ngôn bất hiền, huynh đệ đâu? Tần công tử đã phải bất ngôn bất hiền đến đây cứu chúng ta rồi. Đi nhanh lên nào. Đi nào. Chủ sự của nhà họ Đào ra đây đi. Chủ sự của nhà họ Đào ra đây đi. Ai vậy? Tài hạ là Mãn Thành, Mãn Ngưu ở Phong Châu. Tài hạ là Hà Lan Sơn, vua cờ bạc ở Tây Bắc. Chúng tôi được lệnh của Tần công tử đến đây giải cứu. Mau mở cửa ra đi, mở cửa ra. Đừng làm họ sợ nhé. Thì đây là bằng hữu của Tần công tử, xin mời vào trong. Được rồi, đóng cửa đi. Khoan đã, Kim Tú tỷ tỷ không nhận ra tiểu muội sao? Còn có cha của nó đấy. Ông Nhung, sao lại là bọn muội? Muội được lệnh của Tần đại ca đến đây cứu viện. Tần công tử đâu? Muội nãy đang điều động quan binh ở phía sau, lát nữa sẽ đến ngay. Vậy thì chúng ta vào trong đi. Được rồi, đi thôi. Tần đại nhân, theo lời dặn của đại nhân, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Cố tướng quân, theo vừa rồi tài hạ đã nói, bao vây bốn phía, một tên thổ phỉ cũng không thể để trốn thoát. Người của chúng ta đã vào trang, lát nữa pháo hoa màu đỏ sẽ là tín hiệu. Trong ngoài giáp công nhất định phải tiêu diệt bọn thổ phỉ đó. Tuân lệnh. Đi thôi. Ai bắn pháo hoa lung tung ở bên kia vậy? Ta sẽ chém đầu hắn. Trang chủ, không phải là người của chúng ta, là người đến tiếp ứng đạo gia trang. Bao nhiêu người? Nhìn không rõ lắm, đại khái có 6-7 người thì phải. Chẳng qua có thêm mấy người đến nạp mạng thôi. Cứ tấn công như giờ đã định. Vì nào là Quách trang chủ? Chính là ta đi. Gấp trên có lệnh, mau rút lui. Ai dám ra lệnh cho ta? Xem đi, quan binh đã đến gần đây rồi. Nếu không đi thì không kịp đâu. Mau đi đi. Phát tín hiệu, phát tín hiệu nhanh lên. Triệu tướng quân. Dạ. Tướng quân hãy dẫn theo trọng binh mai phục xung quanh đào gia trang. Một khi phát hiện phỉ khấu thì tùy cơ hành sự, nhất định phải tiêu diệt phỉ khấu bên ngoài trang viện. Tuân lệnh. Tần huynh, đó là tín hiệu của chúng ta phải không? Không đâu, đó là tín hiệu bọn chúng muốn trốn chạy. Vậy đây chứng tỏ nguy hiểm của đào gia trang, không cần đánh cũng giải được rồi. Đi nào, chúng ta vào trang đi. Thưa các vị, đúng là ông trời có mắt. Nhà họ Đào lại tránh được kiếp nạn. Nhờ có các vị không màng hiểm nguy ra tay giúp đỡ, mới cứu được cả đào thị chúng tôi. Ơn này không biết nên tạ ơn như thế nào. Xin mượn ly rượu nhạt này, tại hạ xin thay mặt gia tộc đào thị cảm ơn các vị anh hùng đã có mặt ở đây. Lão phu xin cạn trước để tỏ lòng kính nể. Nào uống đi, cạn ly đi. Giảng Tuyền, đào gia của lão phu xin mời riêng cậu một ly. Những người này đều là bằng hữu tốt, huynh đệ tốt của cậu, nể tình cậu, họ mới liều chết đến để giúp đỡ. Lão không muốn nói thêm gì nữa. Cảm ơn cậu. Cạn ly rượu này đi. Dạ. Giảng Tuyền, có một người bạn như huynh đây, cả đời người nào đó cũng cảm thấy rất hãnh diện. Nào, để mời huynh một ly. Tần công tử, trước đây đào lão đại này đắc tội nhiều lắm, mong công tử hải hà. Chuyện đã qua rồi, uống rượu đi. Được, nào. Bá phụ, Giảng Tuyên đến đây lần này, một là vì giải mối nguy của quý phủ, hai là nghĩ đến tình nghĩa giữa tài hạ và Kiếm Tú Cầm Phương Đào Tâm công tử. Còn có một mục đích nữa, đó chính là có lòng hảo cầu đến ngỏ lời với một vị thiên kim trong quý phủ, mong bá phụ cho phép được như ý muốn. Giảng Tuyền, cậu là chàng trai hiếm có trên đời, đã mấy lần giải được nguy nan cho nhà họ Đào.
Nhà họ Đào rất hân hạnh vì có được một chàng rể như cậu. Công tử, tiền công tử đến rồi. Qua đây đi. Tiền công tử, sao công tử đến đây? Đệ phải quyết định đại sự trong đời thì người làm huynh này có thể không đến sao? Huynh còn quan tâm đến chuyện ai sẽ là em gái nuôi của huynh nữa. Long đại nhân vẫn chưa xuất hiện, dư đảng của Quách Thứ vẫn còn đây. Tiền huynh, có đệ ở đây huynh còn sợ gì? Huynh đã đưa họ đến đây hết rồi. Ở đây có người đệ từng yêu, cũng có người từng yêu đệ. Họ đều là oanh dạn chim én, đều có sở trường riêng. Xuân lan thu cúc đều có vẻ đẹp khác nhau. Không những đệ chọn đến qua mắt, mà ngay cả huynh cũng mến mộ không hết. Nghe huynh nói gì, đệ sắp trở thành lãng tử mất rồi. Người còn trẻ mà phong lưu không phải là tội đâu. May là đệ còn giữ được lễ nghĩa, không đến mức phá rối tung lên. Nếu không thì các cô gái này có thể yêu đệ không? Đã đến lúc đệ phải chọn lựa rồi. Đệ chỉ có thể thủy chung cả đời thôi. Cho nên huynh mới cho đệ một cơ hội. Giảng Tuyền, đệ có thể đến nói chuyện với từng người một trong số họ. Huynh luôn giữ lời, bất kể cuối cùng đệ sẽ chọn ai, huynh đều nhận cô ta làm muội muội nuôi của huynh. Điều này Tần công tử à, xin mời. Điều này có bộ để chỉ còn cách tuân lệnh thôi. Vậy thì hãy hỏi từ vấn đề đơn giản nhất. Ôn Nhu, Tần đại ca, mỗi lần người đầu tiên được huynh hỏi, muội cảm thấy vui lắm. Nhưng huynh biết muội đã đính hôn rồi mà, sao huynh không chịu nói sớm vậy? Cho nên huynh mới chúc mừng muội. Người tiếp theo là ai? Quyển Nhi tỷ tỷ. Được rồi, đến lượt Quyển Nhi. Giảng Tuyền, đạo viên ngoại, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện để Tần huynh đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, được rồi. Mời Tiền công tử, mời. Chúng ta uống tiếp nhé. Lần này Cố Thừa Đống có biểu hiện rất tốt. Mùi hy vọng người trong lòng mùi có thể trở về. Nhưng ai biết được nào? Hay là cho hắn thêm một cơ hội? Cũng nên cho bản thân mình một thời gian. Nhân duyên thuộc về mùi thì không thể mất đâu. Không thuộc về mùi, có cưỡng cầu cũng không ích lợi gì. Tình yêu của hắn dành cho muội không chừng còn có thể khích lệ bản thân, sửa đổi bản thân. Như vậy không tốt lắm sao? Cảm ơn Tần đại ca. Cũng xin thay mặt Thừa Đống cảm ơn huynh. Được rồi. Huynh ấy đã nói với mấy người rồi? Mới đây hình như muội đã nhìn thấy Ỷ Thúy đi rồi phải? Ỷ Thúy, thật ra muội là một cô gái vừa thông minh vừa đẹp. Có cần muội nói giùm huynh không? Muội nói đi. Huynh vừa nói muội vừa thông minh vừa đẹp, nhưng muội không thuộc về huynh, mà là muội thuộc về khung cảnh muội đang sống, đúng không nào? Đúng vậy, chính là ý này. Thật ra không phải là muội không biết, ngay cả nỗi khổ khi học cưỡi ngựa muội cũng không chịu nổi, thì làm sao có thể phiêu bạt giang hồ với huynh như Kiếm Tú và Cầm Phương? Muội cảm thấy huynh nên chọn một trong hai người họ, họ hợp với huynh lắm. Huynh ấy đã nói chuyện với Giang Nguyệt lâu lắm rồi. Giang Nguyệt cũng là một cô gái rất dễ thương. Nhưng trên đời này còn có rất nhiều cô gái dễ thương lắm mà, huynh ấy có thể yêu hết sao? Thích một cô gái dễ thương thì không sai chút nào. Nhưng nếu tất cả các cô gái đều thích huynh ấy thì điều này chứng tỏ huynh ấy đáng yêu lắm. Tóm lại là muội không nghĩ như tỷ đâu. Muội hy vọng người muội thích chỉ thích một mình muội thôi. Tiền công tử này đang đùa với huynh đó. Ngồi xuống đi. Tần Giảng Tuyền, huynh qua đây với muội một lát. Cô nương này của lão ngang bướng lắm, từ nhỏ đã bị lão phu cưng chiều đến hư mất. Công tử đừng ngạc nhiên. Không đâu, mời. Tần Giảng Tuyền, hôm nay huynh đến nhà họ Đào bọn muội đi cầu hôn, tại sao huynh còn sai khiến Tiền công tử đó dẫn theo nhiều cô gái đến chọc giận bọn muội như vậy? Nhà họ Đào bọn muội mắc nợ tình cảm với huynh, nhưng huynh hãy nhìn Lâm công tử nhà người ta đi, người ta mong muốn điều gì lúc nào cũng giúp đỡ bọn muội không nói tiếng nào. Huynh nhìn lại dáng vẻ của huynh bây giờ đi, vẻ mặt đắc ý như thế, huynh tưởng bản thân huynh là ai? Muội à, nói bớt vài câu đi. Tỷ tỷ hôm nay tỷ nói cho muội biết, muội chính là nhìn không quen vẻ mặt anh ta đi. Huynh có biết câu nói thông minh sẽ bị thông minh làm hư chuyện không? Huynh nhìn lại dáng vẻ của huynh bây giờ đi, có bao nhiêu người không phục huynh, thấy huynh chướng mắt lắm rồi.
Sau này huynh còn muốn có ngày tháng tốt để sống sao? Muội biết muội nói những lời này huynh không thích nghe, nhưng muội muốn nói cho huynh biết, bất kể huynh có thích nghe hay không, hôm nay muội cũng phải nói cho huynh biết. Tần huynh, quả thật muội muội đều xuất phát từ lòng yêu thương huynh. Muội không cần giải thích cho muội ấy đâu. Chẳng lẽ huynh không thấy nhận ra sao? Mà là huynh không thể tuân lệnh được, vì người đó là hoàng thượng. Hoàng thượng? Ai là hoàng thượng? Chính là tiền công tử bọn muội nói. Lời nói của hoàng thượng chính là thánh chỉ, làm sao huynh có thể kháng chỉ bất tuân? Đào Viên Ngoại, uống đi. Mời. Tần công tử, công tử còn muốn chúng tôi đợi thêm bao lâu vậy? Không cần đợi đâu, đệ đã quyết định từ lâu. Vậy thì có nhiều cô nương đang đợi đệ như vậy, mau đến chọn đi. Tại hạ xin tuân lệnh. Nếu Cầm Phương không chê tại hạ muốn cưới tiểu thư làm vợ. Tần huynh, không phải đã nói muốn muội làm quản gia cho huynh sao? Phu nhân của huynh không phải là quản gia lớn nhất sao? Tiểu thư đang nghĩ gì vậy? Lâu lắm không được nghe tiếng sáo an ủi muội rồi. Tiếng sáo đó thường đưa muội về giấc ngủ. Muội rất muốn nghe thêm một lần. Lâm Bạch, khi huynh ở bên cạnh muội thì muội cảm thấy rất an toàn, không lo sợ gì cả. Chúng ta hãy để cho phụ thân của muội tổ chức thêm một hỷ sự nữa. Suy nghĩ của hai người ngu ngốc thật. Tại sao phải để cho Đào Viên Ngoại tốn tiền nữa nào? Hai đôi chúng ta cùng tổ chức một lượt không phải tốt lắm sao? Cảm ơn ý tốt của Tần huynh. Các vị huynh đệ à, Tần Giản Tuyền thành thân đã cho chúng ta có được cơ hội rất tốt. Ta đã cho người dò la rõ ràng lắm rồi. Nghe nói Đào Gia Trang có một vị công tử họ Tiền mới đến. Trên thực tế, người này chính là đương kim hoàng thượng. Hoàng thượng đến rồi sao? Đừng hốt hoảng. Có người này, ta lại có quan hệ qua lại rất nhiều năm với hắn. Ta rất hiểu hắn. Hắn rất tự tin, cũng rất thích mạo hiểm. Ta nghe nói lần này hắn đến không dẫn theo bao nhiêu người. Chứ cần chúng ta tóm được hắn thì thiên hạ này chính là của chúng ta rồi. Bây giờ chúng ta là thảo khấu chiếm núi đi làm vua. Nhưng sau này ta chính là đương kim hoàng thượng. Hôm nay ta mời anh hùng khắp nơi các vị đến đây chính là muốn thương lượng với các vị về chuyện đến dự tiệc mừng của nhà họ Đào đó. Kế hoạch của ta các vị đã hiểu hết rồi chứ?
Công tử, mọi việc đã chuẩn bị xong rồi. Biết rồi. Công tử, trong đám người này phát hiện nhiều người khả nghi lắm. Hoàng thượng lánh mặt một lát đi. Trẫm đến đây chính là muốn tham gia náo nhiệt này. Tại sao phải lánh mặt? Tuân chỉ. Mọi người nghe rõ đây. Bảo vệ hoàng thượng. Long đại nhân, người đến đây thật rồi sao? Tần Giản Tuyền tính toán không sai chút nào. Người đến được, tại sao ta không đến được? Không giấu gì ngươi, đao phủ này đã bị huynh đệ của ta bao vây chặt chẽ. Ngươi chính là con cá trong rọ. Hạ chiếu thư nhanh lên đi. Hãy ngoan ngoãn nhường lại ngai vàng cho ta. Như vậy ngươi vẫn còn một con đường sống. Nếu không, nếu quả thật phải động thủ với nhau thì tính mạng của ngươi khó giữ lắm đây. Thiên hạ của trẫm cũng mất rồi, cần đến mạng sống này còn có ích lợi gì? Có bản lãnh thì ngươi lấy đi đi, nếu không thì trẫm sẽ lấy mạng ngươi. Ra tay đi. Giết. Đông người như vậy sao? Quả nhiên không ngoài dự đoán của Tần công tử. Mỗi một bước đi của người đều nằm trong dự tính của Tần Giản Tuyền. May là trẫm có đề phòng trước. Nếu người chịu ngoan ngoãn đưa tay chịu trói thì vẫn còn cơ hội sống sót. Nếu không, trẫm sẽ giết chết không tha. Tiến lên cho ta. Hôm nay quả là may mắn được gặp. Không ngờ âm dương đại đạo đã mặc vô âm tính nhiều năm trên giang hồ cũng bị Long đại nhân mua chuộc mất rồi. Hôm nay chính là ngày chết của hai tên bại hoại các người. Hưu chết trong tay ai vẫn chưa biết đâu. Xông lên chưa ta? Yeah.
Muốn chạy à? Công phu uy trấn tứ hải chẳng qua chỉ là như vậy thôi sao? Đại nhân, thời thế đã đi rồi. Quách mổ đi trước một bước đi. Quách giang chủ, đến sớm không bằng đến trùng hợp như vậy. Vậy thì hãy để cho lão phu chủ trì hôn lễ. Lão phu thấy chúng ta nên tiếp tục tiến hành đi. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Hoàng thượng mời. Được. Tần huynh à, trẫm đã nói trước rồi, nhất định phải thực hiện. Hôm nay trẫm sẽ nhận khanh làm muội muội nuôi, phong khanh làm cư thượng công chúa. Tạ ơn hoàng thượng. Nào, chúc mừng đào huynh. Đào gia đúng là tam hỷ lâm môn. Vậy thì hai đôi tân nhân hãy bái thiên địa đi. Khoan đã. Hoàng thượng, Tần Giáng Tuyền tiêu diệt loạn đảng cho triều đình, bình định phản loạn nên được trọng dụng mà. Ý của hoàng thượng là trẫm sẽ phong cho hắn làm tể tướng. Tần huynh à, huynh đã lập được đại công cho triều đình, chẳng hay huynh còn có tâm nguyện gì không? Tâm tư của hoàng thượng thần cũng đoán được rồi. Chức vị tể tướng này tài hạ không dám đảm đương đâu. Tâm nguyện của tài hạ chỉ có một thôi, đó chính là xin hoàng thượng ân chuẩn cho tài hạ từ bỏ chức quan, được phiêu bạt giang hồ trở lại.
Tiễn quân ngàn dặm cũng phải từ biệt, xin hai vị về cho. Tần huynh, hẹn ngày tái ngộ, muội muội bảo trọng, bảo trọng. Chẳng Tuyền, phu nhân có chuyện gì không? Huynh còn nhớ bài thơ đó không? Phi ngựa tung roi ngạo thần châu, cười nhìn gió mây qua xuân thu, 3000 phiền não đều bỏ qua, núi non mặt sức mà ngao du.